lực địch đang giáo giết chuẩn bị cho cuộc xuất chạy. Ngày 6 tháng 5, ngày thứ 55 của chiến dịch, quân ta tiếp tục tiến công. Đại đoàn 316 đánh chiếm các cứ điểm C2, A1. Đại đoàn 312 tiến công cứ điểm 506, 507, quét sạch quân địch ở tả ngạn sông Nậm Rốm. Đại đoàn 308 tiến đánh cứ điểm 310, nhanh chóng mở một mũi tiến công hướng vào sở chỉ huy của De Gas. Đại đoàn 304 dùng một đơn vị chốt chặn ở Nà Tu, bịt đường sang Lào đề phòng địch xuất chạy. Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của đợt tiến công, chuẩn bị mọi điều kiện chuyển sang tổng công kích. 20 giờ ngày 6 tháng 5, quân ta tập trung hỏa lực pháo cối bắn dữ dội vào A1 và C2, các cứ điểm 506, 310. Khi pháo ta vừa ngừng bắn, tất cả các khẩu pháo của địch còn lại ở Mường Thanh tập trung chốt đạn xuống những trận địa chiến hào ta ở xung quanh A1 và C2. Đúng 20 giờ 30 phút, sau tiếng nổ trầm trên đồi A1, trung đoàn 174 chia làm nhiều mũi theo các đường hào đánh lên đỉnh đồi. Ở phía đông nam, hướng tiến công chủ yếu, tiểu đoàn 249 chia thành hai cánh tiến lên đồi hình thành thế bao vây quân địch. Phía tây nam, tiểu đoàn 251 tiến theo giao thông hào mới đào ven mặt ruộng đường 41, thọc một mũi dùi chia cắt A1 với Mường Thanh. Về phía địch, quân Pháp tiếp tục tăng cường lính nhảy dù xuống Điện Biên Phủ cùng với đại úy tiểu đoàn trưởng Bazin. Đại tá Lenglais lệnh máy bay Dakota chở đại đội 1 thuộc tiểu đoàn dù thuộc điện số 1 quay trở về Hà Nội. Trong đêm, tướng De Gas đề nghị tiếp tế gấp đạn súng cối tất cả các cỡ. Kết quả có 42 tấn hàng đã thả xuống nhưng không thu nhặt được một kiện hàng nào. Giáo sư tiến sĩ Wyriet Lulay, nhà Việt Nam học người Đức, có bài viết đưa ra những nhận định về tinh thần của người Pháp trước và sau chiến thắng của Việt Nam tại Điện Biên Phủ. Tác giả Wyriet Lulay đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ đối với các dân tộc trên thế giới trong cuộc đấu tranh giải phóng chống chủ nghĩa đế quốc. Cuối năm 1953, ảo tưởng của thực dân Pháp muốn dùng biện pháp vũ lực để tái lập sự thống trị trên bán đảo Đông Dương đã bị tan vỡ. Trong 7 năm chiến đấu, nhân dân Việt Nam, Lào và Campuchia đã bảo vệ nền độc lập của mình, không chịu cúi đầu. Quân đội nhân dân Việt Nam đã ngoan cường chống lại kẻ thù được trang bị và kỹ thuật hơn hẳn một cách có hiệu quả và ngày càng giành được thế chủ động trên chiến trường. Quân đội Pháp bị dồn vào thế bí, trong nhiều trận đánh lớn đã nếm mùi thất bại nặng nề. Về phía Tổng tư lệnh quân đội Pháp, tướng Nava cũng như các cố vấn Pháp, Mỹ thì xuất phát điểm của họ là theo quan điểm phổ biến trong quân đội Pháp thì phải có một chiến dịch quyết định mới có thể bảo đảm được sự chiến thắng của quân đội Pháp. Họ tin tưởng rằng quân đội nhân dân Việt Nam nhất định sẽ tiến công vào Điện Biên Phủ vì vị trí này án ngữ con đường sang Lào và kiểm soát toàn bộ cửa ngõ qua Tây Bắc, đặc biệt là Lai Châu, nơi đang diễn ra các cuộc chiến quyết liệt. Họ tin rằng trong cuộc tiến công vào Điện Biên Phủ, quân đội nhân dân Việt Nam sẽ không có phương tiện giải quyết được hậu cần. Theo tính toán của các chuyên gia Pháp, quân đội nhân dân Việt Nam chỉ có thể tiếp tế từ đồng bằng sông Hồng theo con đường bộ dài chừng 500 km qua rừng núi, đầm lầy và dưới sự khống chế của không quân Pháp. Những người thiết kế, xây dựng hệ thống bong ke và các cứ điểm xây đặc tại Điện Biên Phủ cho rằng căn cứ này là bất khả xâm phạm. Sau 55 ngày đêm, chiến dịch gay go kết thúc, thắng lợi hoàn toàn thuộc về quân đội nhân dân Việt Nam. Quân đội Pháp bị thiệt hại lớn và điều quan trọng là ảo tưởng nghiền nát quân đội nhân dân Việt Nam trong trận đánh quyết định này hoàn toàn tan vỡ. Sau sự kiện Điện Biên Phủ một ngày, chính phủ Pháp buộc phải chấp nhận đàm phán về việc kết thúc chiến tranh, điều mà từ trước đến nay họ vẫn tìm cách trì hoãn. Pháp buộc phải công nhận nền độc lập của Việt Nam, Lào, Campuchia. Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là bước ngoặt quyết định trong cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam chống lại thực dân Pháp, mà đồng thời cũng là thắng lợi có ý nghĩa của các dân tộc trong cuộc đấu tranh giải phóng chống chủ nghĩa đế quốc.